Anh em mình hôm nay lâu lâu phải đăng tí gọi cá này là cá nhạch nhé, này làm gọi. Đây. Đây mình quay tí clip lâu lâu quay lên tí, cái này là báo cáo là mấy anh em là nó cứ vậy là đạt nha. Đây trực tiếp trong miền Nam nha. Ngày Suối Tiên nha. Mời anh em cá là sống nữa nha. Đấy, gọi nó cứ phải là chơi cá sống sống rồi nè. Đấy. Làm ở Suối Tiên mà nay lâu lâu lại quay. Rồi. Chào Vũ Hoàng. Kiệt. Đó nha. Cá sống nha. Những ai cần là rắc tí vôi vào cho nó nhảy nhảy chơi tí nữa này. Đó đó đó. Đó. Làm tí vô và cho nó nhảy chơi cái nữa xong rồi đi tính tiếp. Chiều nay lịch vậy anh đó, chiều nay như ở ngay chỗ Thủ Đức đây mà. Chào Võ Mạnh. Lịch cũ quá các bạn ơi. Này rất lịch cũ thôi. Này ở trong miền Nam nhá. Làm tí cho nó hay hay. Lâu lại phải quay bữa, cứ phải quay bữa nó mới được. Đó anh em có nhu cầu là cứ liên hệ số điện thoại nhé, Tình Mai, Facebook đó. Đây Tình đây. Đó. Cá. Báo cáo là để đổ vào chụp một cái cho nó hay hay cái nha. Vui đây. Thì chụp vào cho nó bắn cái đó. Để cho vào quay trực tiếp. Này không có đang quay cái này ra thì đây, cho em đặt cái máy này. Lương hả? Cả nhà chế lương nào? Đang live stream hả? Vâng. Vâng. Đấy thấy đấy. Để bơm cho bác cái này nhá. Con này là loại ngoài kìa.
lươn này, phải lươn không? Cá nhập làm gỏi á, ngoài Bắc á. À, cái nào chú? Nó sao, nó sao, nó sao? Giống lươn hết nhỉ? Ra ngoài Bắc là đặc sản nó ngon đấy. Tính nào cái đấy. Xem ngoài Bắc một chút cái. Được cánh lệch đi. Có được không? Làm gỏi. Có được không? Có gì? Cánh lệch. Về đi bá lại bác thôi. Cô thì nhà. Thì to đấy. Thì to quá. Tâm không làm cá, làm bơm cá rồi. Tâm... Ô, lục thế nào con thôi. Con gái bác ở đây học đâu rồi? À, con trai là con trai chứ. Ừ, học đâu rồi? Con trai ra trường rồi, con trai ra trường rồi, con gái ra trường rồi. Giờ nó đang học cái gì? Nó đang đọc nhỏ vậy đó. À, xe đúc cái này rồi. Đúc cái này. Nè. Đây này. Úi giời, đây là bất cứ ba cũng rồi. Cái này nó thích rồi. Ba cũng rồi. Có lụi em, có lụi em. Không, em đây thì quá căng. Nó con gái làm chưa? Nó đang nhọc mà. Chưa làm thế hả? Nó đang học năm 2 mà. Ủa, sao học năm 2? Đứa đó học chung mà. Lại đang học cao 2 mà. Ồ vậy hả? Ở lâu năm 2. Vâng. Bây giờ phải chạy lại đó. Chạy đâu cần gặp nhau nha. Dạ. Đúng rồi, đây nhà em đây. Biết rồi, bà biết nhà rồi hả? Dạ. Ở đây là bán được không? Lại đây bác. Đây. Có ở đây có lô đất nào đẹp đẹp 2 tỷ đâu lại không? Không có, ở đây 2 tỷ không quá, lô này nó đang 2 tỷ tư rồi. Vâng. Ở đây có lô nào bán không? Ở bên kia nó có bán cái nhà thôi, ba giật bán nhà đây. Nhà thì cái gì vậy? À, dạ. Ừ. Vâng vâng vâng. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, có bắt con luôn hả? Dạ. Bắt con luôn hả? Đất của em với lại làm giàu luôn rồi. Ừ, dạ. Rồi rồi em cảm ơn. Rồi báo cáo giờ bỏ vui nha. Bỏ đây. Đây. Giờ là cái khâu qua hết nhớt này. Có 3 ký à? Thế mấy anh em là cứ có gì thế. Nhặt đây 3 ký.
Rồi nhưng mà đã xong hoàn thành là khâu nhốt nhé. Nói đúng là chả có ai quay cứ một mình như vậy thì cũng đến chết. Đấy, ra vôi rồi. Rồi thủ trời 5 kg gớm, ăn gì mà gớm thế, mới ăn hôm qua xong này lại 5 kg nữa, gớm thần thù này ăn mạnh thế. Rồi em cảm ơn, bây giờ là để làm đã không có muộn mất. Xin chân thành cảm ơn 500 anh em nhé.